chào quý vị khán giả đang đến với chương trình đừng đợi tới khi cấp cứu của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn và xin được chúc quý vị một ngày chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ điểm qua một số thông tin chính của chương trình. Chúng ta chữ cái chữ đột tử tức là có thể là nó xảy ra một một người một cách bình thường trước đó hoàn toàn bình thường không có một cái kiểu chứng gì báo động trước. Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện sức khỏe và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về rối loạn nhịp tim. Rối loạn nhịp tim là một tình trạng bất thường về nhịp tim. Tình trạng này có thể gặp ở mọi lứa tuổi và xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào. Bệnh gây ra cảm giác hồi hộp, đau tức ngực, khó thở và là nguyên nhân của 80% trường hợp đột tử nếu không phát hiện sớm, theo dõi sát sao và điều trị kịp thời. Kính thưa quý vị, rối loạn nhịp tim nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng hoặc dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Vậy rối loạn nhịp tim là gì, khi nào cần tâm soát rối loạn nhịp tim, phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim hiện nay ra sao? Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng kết nối với bác sĩ trong chương trình của chúng tôi. Xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ Lê Thanh Liêm, khoa nội tim mạch bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Liêm đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. À. Chào em xin bảo anh à, xin kính chào và quý vị xem đài. Ngay cái câu chủ đề của chương trình ngày hôm nay chắc là sẽ nhờ bác sĩ Thanh Liêm giải thích cho bảo ai và quý vị khán giả được biết một người với nhịp tim bình thường và một người Ờ, rối loạn nhịp tim sẽ là như thế nào ạ? Để dễ hình dung thì chúng tôi xin giải thích một cách đơn giản. Trái tim chúng ta nó giống như là một cái máy bơm nước. Máy bơm thì nó phải hoạt động bởi những cái độ điều khiển. Thì cái trong cơ thể mình nó có một cái bộ điều khiển và các dây dẫn dẫn điện. Cái nút pha là gọi là nút điều khiển thì nằm ở bên tâm nhĩ phải. Và sau đó thì nó phát cứ phát điện động Mỗi chu kỳ thường thường là khoảng từ 60 đến 80 là một phút và nó phát điện đẳng từ tâm nhĩ nó xuống dẫn truyền được dẫn truyền cái xung động đó dẫn truyền điều đạo xuống tâm thất và như vậy thì nó tạo thành một cái sự uh, phối hợp đồng bộ và điều đặng từ tâm nhĩ xuống thất và như vậy tạo thành một cái sự đồng bộ trong cái việc mà tống hạo đưa điện máu đi nuôi khắp cơ thể như vậy thì khi nào khi nào có rối loạn nhịp rối loạn nhịp xảy ra khi có cái sự bất thường về cái sự phát xung động hay là sự dẫn truyền của cái xung động hoặc là chúng ta thấy có cái sự thay đổi có một cái ổ phát xung khác tự nhiên nó lại phát những cái nhịp khác với lại cái nhịp trên này nó đè cái cái nhịp trên này ở trên nút xoan làm cho cái nút xoan không hoạt động một cách điều đặn nữa thì chúng ta có những cái rối loạn tình trạng rối loạn nhịp xảy ra rối loạn nhịp tim thì xảy ra ở bất cứ ai và cả hai giới thế nhưng những đối tượng nào sẽ là những đối tượng dễ mắc phải rối loạn nhịp tim ạ à? rối loạn nhịp tim cũng có thể xảy ra ở bất cứ người nào và uh, bất cứ tuổi nào nhưng thông thường thì chúng ta sẽ gặp rối loạn nhịp ở những người có những cái bệnh tim thực thể hoặc là những người tiền sử gia đình à, có những cái rối loạn nhịp do di truyền đôi khi chúng tôi lại gặp những cái bệnh nhân là không có một cái tiền sử gì cả nhưng gặp những cái điều kiện thuận lợi như là dùng những chất kích thích hay là dùng những cái thuốc thì nó làm cho gây ra rối loạn nhịp còn đối với uh, những bệnh nhân những người có bệnh lý nào thì dễ liên quan đến việc rối loạn nhịp tim ạ à? có những cái rất là nhiều bệnh lý để gây ra rối loạn nhịp tim ngay cả những bệnh nhân bình thường nhưng mà khi mà gặp tình trạng mất máu nhiều làm cho tim nó không còn đủ máu nuôi nó hoặc là gây tình trạng nhiễm trùng não cũng có thể gây ra hay là rối loạn nước miệng giải như chảy cũng có thể gây ra rối loạn nhịp nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà bệnh nhân đó có những cái bệnh lý sẵn trên tim thì người đó sẽ dễ bị rối loạn nhịp hơn như là bị nhồi máu cơ tim à, bị viêm cơ tim À rồi chúng ta hay là những bệnh nhân có những cái bệnh lý di truyền mà khi gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn nhịp tim mà chúng ta hay gặp. Dạ, à, bà được biết rằng rối loạn nhịp tim có thể gây ra 80% trường hợp là đột tử. À, vậy nên rằng là làm sao để mà chúng ta có những cái dấu hiệu mình phát hiện ra sớm và mình có những cái can thiệp nó kịp thời. Để chúng ta chữ cái chữ đột tử tức là có thể là nó xảy ra một một người một cách bình thường trước đó hoàn toàn bình thường không có một cái triệu chứng gì báo động trước chúng ta cũng đã nghe tin báo đài tỉnh thoảng có những em gắng sức khi mà tập thể dục luôn tin mà đến chúng ta cũng không cầu tuyệt tức là chuyện đó là chuyện đột tử thế này có những cái gì? người à, khi về đi về để tắm lại đột đột nhiên ngày sau đó người nhà phát hiện người ta đã mất rồi chuyện đó là trước đó người ta không có một cái triệu chứng gì cả nhưng có những cái bệnh nhân đến với chúng tôi thì là có những cái triệu chứng nhưng mà khi chúng tôi hỏi kỹ tức là bệnh nhân nó mới khai rằng là à hình như trịnh toạn à, tôi cũng có thấy tim đập mình đập nhanh rồi có khi tôi thấy hồi hộp rồi có tôi khi tôi thấy nó đang đập thì tự nhiên nó không điều được rồi có những cái khi người ta đã thấy rằng là tôi mơ thấy những cái giấc mơ mà giống như là bước hụt chân rơi xuống một cái hố sâu hay là có những cái trường hợp đến với chúng tôi vì những cái trường hợp là choáng váng nó do cái tim nó không đều, nó không bóp điều tim nó không bóp điều không đưa lên máu lên não đủ thì làm cho người ta có cảm giác nhưng sau đó có những người người ta thấy cái chuyện cảm giác con đẻ người ta mô tả với chúng tôi là, à tôi nghe thấy như vậy nhưng mà à, tôi lại cảm giác là lúc đó chắc có lẽ là vì nóng quá vì mệt làm việc mệt thì sau đó thì nó hết thành tự ra tôi không đến bác sĩ khám thì tại vì lần này xảy ra nhiều hơn là tôi mới đến bác sĩ khám Các triệu chứng của chứng rối loạn nhịp tim mà mọi người cần lưu ý xuất hiện các cơn khó thở, thở ngắn, choáng ván, chóng mặt, say sẩm, cảm giác mất cân bằng, đánh trống ngực, tim đập mạnh trong lòng ngực kèm theo hụt hẫng, hồi hộp, lo lắng, có cảm giác tim ngừng đập một vài giây rồi đập mạnh trở lại, đau tức ngực, có cảm giác ngực bị đè nén, người mệt mỏi, yếu do hoạt động bơm máu của tim kém hiệu quả, ngất xỉu. Thế thì thưa bác sĩ Thanh liêm đối với những ai mà họ có những cái tự cảm nhận được những cái dấu hiệu nghi ngờ của việc rối loạn nhịp tim thì họ nên làm những cái xét nghiệm chẩn đoán nào ạ? Là những cái rối loạn nhịp tim thường thường ra rất là khó. À, đối với các bác sĩ tổng quát chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là nên đến những cái bác sĩ chuyên khoa hay là những bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa về những cái rối loạn nhịp để được thăm khám. Khi mà chúng tôi nghi ngờ thì chúng tôi thường thường là phải làm thêm không chỉ là những cái điện tâm đồ bình thường mà chúng tôi có thể là phải làm những cái vấn đề chuyên sâu hơn như là à, đặt những cái máy móc để theo dõi nhịp tim trong vòng 24 giờ trong 7 ngày đến có khi là phải đặt những cái máy máy theo dõi nhịp tim trong trong lòng ngực để theo dõi cả tháng 2 tháng 3 tháng để mà phát hiện những cái rối loạn nhịp mà tìm mở có lúc thì nó rất là chậm có lúc là lâu lâu mới xảy ra một lần rồi có khi là chúng tôi phải làm thêm những cái xét nghiệm như là làm siêu âm đo những cái gọi là điện sinh lý tim tức là khảo sát uh, sâu về những cái rối loạn nhịp nó có thể xảy ra kích thích để tạo thành những cái rối loạn nhịp Hay là uh, có khi là chúng tôi sẽ làm những cái xét nghiệm về di truyền học để tìm coi có phải là bệnh nhân đang mang những cái uh, gen truyền mà mắc phải rất là nguy hiểm cho bệnh nhân không? Dạ, yeah, thế thì đối với những trường hợp nặng thì với kinh nghiệm của bác sĩ Thanh Liêm cũng như tại bệnh viện của mình thì mình sẽ có phương pháp điều trị như thế nào cho bệnh nhân ạ? À? Hiện tại với sự tiến bộ của khoa học thì chúng ta có rất nhiều phương pháp để mà xử lý các rối loạn nhịp từ cái cách cổ điển nhất là và đơn giản nhất là dùng các thuốc. Thì việc dùng thuốc cũng rất là nhiều thuộc loại thuốc và các thuốc đó, nó có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng của nó cũng như là nó có tác dụng à, loại này tác dụng với hoàn cảnh này thì hợp và với hoàn cảnh khác cả thì không hợp thì ra tùy theo cái loại bệnh mà chúng tôi sẽ cho những cái loại thuốc khác nhau nhưng mà nếu có những trường hợp mà à, không đáp ứng với thuốc hoặc là hoặc là đáp ứng với thuốc với mức độ vẫn gây ra những rối doanh nghiệp thì chúng tôi có những cái phương pháp mới hơn tức là à, dùng điện sinh lý để gây ra những cái cơn rối lại nghiệp và sau đó chúng tôi đốt ngay những cái chỗ mà cần đốt hay là đặt những cái máy tạo nhịp để rối lại nghiệp đó chậm quá tim đập chậm quá thì nó giúp cho tim đập tốt hơn hay là dùng cái máy để phòng ngừa tức là trong trường hợp mà xảy ra những cái cơn rối loạn nghiệp một tử thì máy đó nó sẽ hoạt động để cứu ngay bệnh nhân mà không cần phải đưa đến bệnh viện hoặc là có những trường hợp là chúng tôi sẽ đặt máy để tạo trong trường hợp bệnh những suy tim thì chúng tôi đặt máy để điều trị cái suy tim cải thiện được tình trạng suy tim thì làm cho bệnh nhân không còn tình trạng bị rối loạn nhịp nữa và bệnh nhân không có nguy cơ đi vào đột tử đối với những bệnh nhân mà rối loạn nhịp tim thì bác sĩ với kinh nghiệm của mình thì bác sĩ thanh Niêm có những cái lời khuyên nào dành cho họ về những cái lưu ý trong chế độ ăn uống hoặc sinh hoạt hàng ngày không ạ bệnh nhân nên tuân thủ theo những lời khuyên của bác sĩ có những cái bệnh nó sẽ xảy ra khi mà gặp những cái điều kiện mà thích hợp ví dụ như ngay cả những cái bệnh nhân gọi là tọt sắc độc quan tức là nó bị rối loạn nhịp á khi mà thí dụ như chỉ cần uống thuốc những cái uống những cái thuốc có vẻ như là bình thường như là thuốc sổ mũi trị viêm mộng. Thì khi mà bệnh nhân đó có bệnh tim à, kết hợp thì chỉ dần dùng những thứ đó thì cũng sẽ gây ra những cái rối loạn nhịp vậy thì lúc đó chúng tôi sẽ phải khuyến cáo bệnh nhân là tránh những cái trường hợp những cái dùng những thuốc hoặc là những dùng những chất kích thích những cái gì đó hoặc là khi mà đến những cái trung tâm điều trị khác để bạn phải nói với bác sĩ khác là mình đang có những cái bệnh gì để bác sĩ đó tránh những cái thứ thuốc có thể gây ra những cái ảnh hưởng đến bệnh nhân và nếu cần thì còn có thể liên hệ trước khi làm những cái thủ tục, thì có thể phải liên hệ với lại cái bác sĩ điều đang điều trị về rối loạn nhịp để cho một cái lời khuyên chính xác cũng như là, trong sinh hoạt hàng ngày cũng phải biết rằng mình đang là những cái đối tượng có thể gây ra bị rối loạn nhịp thì mình phải tránh những cái, cái điều gì và nếu có những cái bất thường, nếu chẳng may xảy ra những bất thường thì nên xử trí như thế nào là nếu mà bệnh nhân đã có tiền sử mà rối là nhịp tim, nếu người nhà những cái người xung quanh biết cách để mà xử trí ngay thì có khi sẽ giúp cho cứu sống bệnh nhân mà không để lại một cái di chứng nào mà quá trầm trọng. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ Thanh Niêm rất là nhiều và để tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ xem một vài những cái lưu ý từ bác sĩ chương trình của chúng tôi để mình có thể phòng ngừa được rối loạn nhịp tim. Lưu ý giúp phòng ngừa chứng rối loạn nhịp tim. Duy trì thực đơn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt nạc, cá, sản phẩm từ sữa. Hạn chế sử dụng chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol. Giữ cân nặng ổn định, tránh thừa cân, béo phì. Tập thể dục mỗi ngày giúp kiểm soát cân nặng và ổn định nhịp tim. Tránh xa thuốc lá và hạn chế rượu bia. Kiểm soát stress, căng thẳng, khi có vấn đề về sức khỏe tim mạch, cần đến bệnh viện thăm khám định kỳ để được tư vấn điều trị từ bác sĩ chuyên khoa. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Liêm vì những thông tin mà bác đã cung cấp cho chương trình ngày hôm nay về chủ đề là rối loạn nhịp tim ạ. À. Xin cảm ơn em xin Bảo Anh, xin cảm ơn đài truyền hình và xin cảm ơn các, tất cả các bạn nghe đài đã theo dõi những cái buổi trao đổi hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đừng đợi tới khi cấp cứu của Đại truyền Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành để chúng ta có thêm những thông tin kiến thức về y khoa để có thể giúp cho bản thân mình cũng như gia đình ngày càng khỏe mạnh hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.